Express Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào đón quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Fast Track. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần thi của ban nhạc khủng nhất về số lượng người tham gia. Thưa quý vị, đó chính là ban nhạc Kali của nhạc sĩ Đức Chí. Tôi quyết định chọn bài hát Chuông Gió ngay từ khi tôi bắt đầu nhận đội này về của mình. Đây là một cái cơ hội rất là hiếm hoi mà người ta sẽ được nghe cái âm điệu Tây Nguyên của cái bài hát mà mang âm hưởng Tây Nguyên này một cách chính xác bằng những cái nhạc cụ của người Tây Nguyên. Và hơn nữa là họ sẽ được nghe chính cái tiếng chuông gió mà đã được kể trong cái bài hát đó. Tôi hoàn toàn tự tin vào bài hát Chuông Gió này và tôi nghĩ rằng chắc chắn Kali sẽ đi tiếp vào vòng trong với cái bài hát này. Cứ nhắn văn vời là loan tờ rõ, cứ nhắn in rừng à tai à tai à tai. Anh tra mắt mềm rờ hèn rờ hà, cứ nhắn in rừng vàng vơn vàng vơn vàng thank you.
lớn lên, một ngày mới đến, ngày mới cho tôi tìm lại con đường. Rồi chung rung lên, rồi người cũng đến, người tình có tin đến mang hạnh phúc cho tôi. Và mỗi sớm chỉ mình tôi thôi, bởi nghe tin chung gió reo bên thêm ruộng tôi. Xin chúc mừng Caliban đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời anh hãy nhận xét về phần biểu diễn của ban nhạc của mình. Tôi nói thật rằng là tôi hồi hộp vô cùng để cho từng này con người mà thể hiện một cái ý đồ của cá nhân tôi. Tôi đặt cái dấu ấn của tôi ít nhất cũng phải 70% trong cái bản phối này. Tối ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn tập lại và nó vẫn còn sai. Khi mà chúng tôi mới biết nhau và làm quen với nhau và chơi với nhau trong vài tuần như thế thì tôi nghĩ cũng đã là tốt rồi. Và tôi hy vọng rằng là hôm nay dù nó có một vài cái hơi lọt trọt một chút xíu thì mọi người bỏ qua cho, nhưng mà các bạn đã có một phần trình bày tôi cũng khá hài lòng. Tôi nghĩ rằng đây là một cái dịp để những cái gì mà trong đầu tác giả là anh Võ Thiện Thanh tưởng tượng, thì đây là cái cơ hội để một lần có một cái ban nhạc mà đầy đủ và đúng chất Tây Nguyên như vậy để thể hiện. Thật là may mắn cho tôi khi được một lần nghe đúng cái bản sắc thật của cái bài hát gốc này. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi rất thích tiết mục này. Thú thật với anh Bắc là em là đồng hương với ban nhạc Kali này. Và em là người con tum, nhưng thực ra đây là lần đầu tiên mà em thấy rất là nhiều nhạc cụ dân tộc mà cùng hòa chung với nhau với một cái bài hát của anh Võ Thiện Thanh rất là hay như thế này. Em cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình là người con tum. Yeah! Càng ngày tôi càng thấy ngưỡng mộ anh Đức Chí. Bởi vì thực sự là bài hát của anh Võ Thiện Thanh không phải là một bài dễ. Với những cái nhạc cụ dân tộc mà anh Chí anh phân các cái tầng, các cái lớp để mà dạng nghe vẫn rất là đầy đủ. Các bạn nên tự hào về tiết mục vừa rồi. Các bạn chơi mà chơi đầu tiên á, chơi tự do, chơi bản năng, các bạn chơi rất tốt. Các bạn chơi nhịp đều được rầm rập 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 rầm rầm như vậy thì các bạn chơi rất tốt. Đến khi bắt đầu hòa nhịp để mà chung mà theo cách phối của nó chi hầu như là có vấn đề. Dung dung lên, còn cây dung lên, làm gió ban bay tung. Chị thấy thương anh Chí vì anh Chí phải rất là khổ nên cho nên ngày hôm nay tiết mục em mới được như vậy. Cũng một lần nữa, tiết mục của team Đức Chí hoàn toàn là đóng dấu tên Đức Chí trên đó. Thì tôi chưa thấy các bạn tiến bộ. Thực ra thì tất cả những gì tụi em làm đến đây là vòng thứ ba rồi. Nếu mà cứ như vậy thì nó sẽ không công bằng cho các nhóm khác. Các em phải cố gắng nhiều hơn. Và mong là các bạn vào vòng sau hãy làm điều gì đó để chúng tôi và cũng như các nhóm nhạc khác nhìn vào để thấy rằng các bạn xứng đáng bước vào vòng trong. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ chia tay với Caliban và chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo của Fire. Xin mời. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.